thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc khảo sát thực tế, làm việc với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ huyện Định Hóa trong thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Chiều ngày 1 tháng 6, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Ngô Trường Sơn, Chánh văn phòng làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại huyện Định Hóa. Cùng đi về phía tỉnh có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan phụ trách các tiêu chí. Tính đến thời điểm khảo sát, huyện Định Hóa đã có 16 trên 22 xã nông thôn mới, đạt 73% so với đề án. Còn lại, 3 xã nông thôn mới nâng cao từ 14 đến 16 tiêu chí. 6 xã nông thôn mới năm 2023 đạt từ 13 đến 15 tiêu chí. 8 xã nông thôn mới giai đoạn 2015-2021 đạt từ 13 đến 17 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thị trấn Chợ Chu đạt 5 trên 9 tiêu chí đô thị văn minh và huyện đạt 6 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2023, huyện có 22 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, những xã đạt chuẩn giai đoạn trước, các tiêu chí được củng cố theo Bộ Tiêu chí mới. Giai đoạn 2021-2025, thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Tại chương trình làm việc, sau khi nghe báo cáo nhanh về kết quả, những tiến độ vướng mắc và đề xuất kiến nghị của huyện Định Hóa, các thành viên trong đoàn cũng đã trao đổi, thảo luận về tiến độ, kết quả xây dựng nông thôn mới và trao đổi về giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Trường Sơn đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Định Hóa và sự quyết tâm, những nỗ lực vượt bậc từ khi triển khai thực hiện đề án đến nay. Đồng thời, đồng chí mong muốn huyện tiếp tục phát huy các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình đề án, tập trung tạo điểm nhấn cho du lịch của địa phương, nâng cao vai trò của các hợp tác xã, hỗ trợ những mô hình có giá trị kinh tế cao. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương sẽ hỗ trợ huyện tư vấn thực hiện đề án. Trước đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tại xóm Phú Ninh, xã Phú Đình, hợp tác xã nông nghiệp Phú Đạt, xã Xuân Phú, cụm công nghiệp Tân Dương, gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp của huyện tại Trung hội.